Vâng, hello, lại là anh Thịnh Bến Tre gửi đây chào đến bà con lời chúc sức khỏe và thành công nha. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm nút đăng ký kênh của em Thịnh để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre ạ. Trước mắt em mình là một xe bán tải máy dầu đời 2009, ghế điện màn Android 4 mâm 4 giỏ mới thắng đĩa, máy dầu turbo 100 cây dòng này đi tiêu hao nhiên liệu 100 cây số chừng khoảng 6 lít rưỡi dầu. Tại vì nó là máy dầu turbo cho nên rất là tiết kiệm. Form dáng rất là đẹp, dòng Mitsubishi chạy bao bền rồi. Biển tỉnh nhà Bến Tre mà số hơi bị đẹp đó, 11264 nữa anh chị. À, nhất mãi à, lọc 4 mùa, đèn bi dưới nè, bao sáng bao soi chọi luôn đó, quá chất lượng luôn. Mâm lớp vỏ gì vui nè anh chị, biển tỉnh nhà đăng kiểm còn dài, sơn si còn đẹp, có nguyên nắp thùng luôn nha anh chị nha. Em tháo cái thùng đó ra rồi nhưng mà mình còn nguyên cái nắp đậy luôn, anh em thích em đưa luôn cho anh em mình luôn tặng nha, chứ không có bán buôn gì á. Phom dáng đẹp, đây là ti tông máy dầu 2009, số sàn máy dầu 4 mâm 4 vỏ đều mới hết, dàn sắp xe cứng khừ luôn nè anh chị. Đó, về anh em mình chỉ được lên xe đi thôi. Nguyên dàn ghế là ghế nỉ nè anh chị, đẹp không? Xe gia đình nha, không có taxi dịch vụ nha. Ở dòng này không có taxi lộn, không có dịch vụ ha. Đó, xe còn khá là chất lượng. Keo chỉ sùng chỉ nguyên bản, máy còn rin luôn anh chị nha. Chạy hơi bị sướng á. Đó, sùng chỉ keo chỉ cua về dưới, bon điện còn rin luôn tới giờ nè. Hàng này hiếm nha anh chị nha. Có 100 mấy chục triệu à. Chỉ có hơn 100 triệu là anh em đã có con xe này nè. Nguyên dàn ghế điện nè, vô lăng túi khí ABS nè. Xe được trang bị hai túi khí, phanh là phanh ABS cũ số còn gõ băng luôn nè anh chị, màn hình Android luôn nè, quá chất lượng chưa, vô lăng cực kỳ đẹp luôn. Đó, xe này không đi xe gì nữa anh chị đúng không, máy chạy cực kỳ êm sướng, tiết kiệm nhiên liệu. Để em giật cabo cho anh em mình nghe phần tiếng máy nha. Đây là giật chưa ta, giật rồi á. Ghế điện luôn anh chị ha, sàn đẹp anh chị ha, đèn sáng lắm anh chị nha. Ôi cái máy đã quá trời, máy cực kì anh chị, có 100 mấy chục triệu về đổi gì nữa anh chị không, xương sắc khi rin hết, bon điện rin hết luôn nè, bình nè, lọc dầu nè, cái máy cực kì sạch sẽ anh chị nha, máy dầu mà không một miếng hơi khói luôn anh chị nhìn nè. Xe này qua mà có đổ hơi, có đổ khói em sẽ cho anh em mình chiếc xe em không bán, cho luôn nha, em tặng cho anh em mình nha. Thắng ABS nè, và là xe không lỗi, keo chỉ nguyên bản, mặt máy sáng giới luôn nè. Máy dầu turbo, đó, nguyên bộ của nó nè anh chị ha. Đó, chạy cực kỳ sướng luôn. Đó, keo chỉ sùng chỉ nguyên bản nguyên zin, không đâm va, không cấn đụng gì hết nha. Đó, bao xài mà lo gì, đăng kiểm tới tháng 8 lận. Phom dáng rất là đẹp anh chị, sơn si rất là mới nha. Anh em quan tâm mẫu này thì nhắc máy alo em Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Đó, nơi giao lưu trao đổi mua bán với bà con ha. Thùng rất là rộng nè anh chị, anh em chở được 2 chiếc xe máy luôn. Bon điện anh em nhìn, bon điện rin hết nè anh chị không đó. Đó ha, ở trong đây nữa nè anh em nhìn nè, trụ nó nè, trụ rin hết nè, bon điện rin hết nè, xe không có được cấn đụng gì hết trơn, bao bánh chị mày luôn nha, bao xài bao chạy nha, sùng chỉ sùng trên sùng dưới không thiếu một phân nữa nè. Đó, double triple kính bấm trợ lực nè, à, lốp kính đằng trước rồi, nguyên dàn ghế nỉ sàn này, sàn nỉ luôn nè anh chị không. Đó, sùng chỉ trong sùng chỉ ngoài nguyên zin hết, không có lai tạp, không có bị gì hết, được chủ nhân lên nguyên bộ ghế điện, và xe được trang bị thêm một cái màn hình Android. Đó, ghế là ghế điện, có bơm lưng ghế điện nè. Đó, quá đã đúng không, hai túi khí luôn nè. Đó, bao xài bao chạy, máy lạnh cực kỳ ngon luôn, có GPS luôn nè anh chị, máy lạnh mát mẻ cực kỳ, chạy vô cùng sướng luôn, giá hợp lý luôn. Anh em quan tâm nhắc máy alo mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp anh em mình ở clip tiếp theo nha. Anh chị em nào chưa đăng ký bấm nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre ạ. Chúc anh chị em mình buổi chiều vui vẻ, nhiều sức khỏe nha.